xin chào quý vị và các bạn chào mừng quý vị đến với kênh khám phá lịch sử hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du hành về quá khứ để tìm hiểu về những biểu tượng quyền lực thời xưa cờ lọng và võng đây là những vật dụng không chỉ đơn thuần là đồ trang trí hay phương tiện di chuyển mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về địa vị và quyền lực của người sử dụng hãy bắt đầu với những lá cờ quốc kỳ hay còn gọi là đại kỳ thường được treo trên kỳ đài lá cờ hình chữ nhật làm bằng vải trừu nỉ hoặc dạ tốt màu vàng. Ba cạnh cờ có diềm răng cưa bằng dạ màu vàng nhạt ở giữa theo hình rộng. Kích thước của cờ cũng thay đổi tùy theo dịp. Vào ngày đại lễ, cờ rộng 9 thước, dài 10 thước. Ngày thường và các ngày mùng 1, ngày rằm, cờ rộng 8 thước, dài 9 thước. Những ngày còn lại, cờ rộng 7 thước 5 tấc, dài 8 thước 5 tấc. Tiếp theo là môn kỷ, loại cờ hình vuông với ba cạnh có diềm răng cửa. Có 5 lá môn kỳ với màu sắc khác nhau, tượng trưng cho các hướng, Cửa đông là cửa màu xanh, cửa tây màu trắng, cửa nam, đông nam và tây nam màu đỏ, cửa bắc, đông bắc và tây bắc màu tím. Cuối cùng, cửa giữa là cửa màu vàng. Cờ tam tải hình tam giác, tượng trưng cho trời, đất và người. Loại cờ này còn được gọi là cờ đuôi nheo và thường đi đầu trong các đám rước. Bên cạnh đó, còn có cờ tứ phương với bốn lá cờ tượng trưng cho bốn phương: đông, tây, nam, bắc lần lượt là màu xanh, trắng, đỏ và tím. Trên mỗi lá cờ theo hình sao Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Mỗi hình ảnh mang một ý nghĩa riêng. Tương tự như vậy, cờ Ngũ Hành cũng gồm 5 lá với 5 màu sắc khác nhau: xanh, đỏ, trắng, tím và vàng, đại diện cho Mộc, Hỏa, Kim, Thủy và Thổ. Quý vị nghĩ sao về sự đa dạng về màu sắc và ý nghĩa của những lá cờ này? Còn rất nhiều loại cờ khác nữa, ví dụ như cờ Nhị thập bát tú với 28 lá, mỗi lá theo một ngôi sao, hoặc cờ Thập nhị thời thần với 12 lá tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Ngoài ra, còn có cờ bát quái, cờ phong vân lôi vũ, cờ long vân, vân cẩm và nhiều loại cờ khác nữa. Trong quân đội, cờ được sử dụng như một tín hiệu chỉ huy. Ví dụ, khi thấy cờ thiên địa quân sĩ sẽ tiến lên, thấy cờ tứ định thì đi thông thả. Còn có cờ thuy hoa, thiên mã, thiên lộc và vô số các loại cờ khác với hình thù và ý nghĩa đặc biệt. Cờ hiệu của các đội quân cũng có màu sắc riêng biệt. Trung quân là màu vàng tươi, tiền quân màu đỏ thẫm, tả quân màu xanh thẫm, hữu quân màu trắng và hậu quân màu đen. Ngoài ra còn có cờ lông công, là cờ hiệu của phu trạm những người truyền tin thời xưa. Cờ này được làm từ ba chiếc lông đuôi công buộc trên bờm ngựa. khi phu trạm chạy công văn cần kịp, họ sẽ buộc cờ lông công trên bờm ngựa và đeo nhạc đồng vào cổ ngựa. khách bộ hành gặp phải phải nhường đường cho họ đi. bên cạnh cờ, lọng cũng là một biểu tượng quyền lực quan trọng. Vua thường dùng bốn lọng vàng với 28 bông bèo, chóp mạ vàng và cán gỗ sơn son, hoàng tử dùng lọng đỏ hoặc tía, các quan lại thì dùng lọng xanh. Số lượng bông bèo và chất liệu của lọng cũng thể hiện sự khác biệt về cấp bậc. Thậm chí, trong các dịp lễ quan trọng, thường dân cũng được dùng lọng xanh nhưng không có bông bèo. Cuối cùng, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về võng. Võng không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn thể hiện địa vị xã hội. Các quan lại cấp cao được dùng võng điều với ngáng bằng ngà voi và đòn khiêng sơn son. Cấp bậc càng thấp thì chất liệu và trang trí của võng càng đơn giản hơn. Thường dân trong những dịp đặc biệt cũng được dùng cáng, một loại võng đơn giản hơn. Chúng ta có thể thấy rằng, cờ, lọng và võng không chỉ là vật dụng thông thường mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho quyền lực và địa vị trong xã hội xưa. Từ góc nhìn của tôi, việc tìm hiểu về những biểu tượng này giúp chúng ta hiểu sâu hơn về văn hóa và lịch sử của dân tộc quý vị và các bạn nghĩ sao về điều này khám phá lịch sử xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại quý vị trong những tập podcast tiếp theo